sáng mà dành một đống rồi bà phơi rồi bà mới đi ăn. Tuổi mà tao không nhiệt cái đó. Dối vậy ta, hết nhiêu đó chắc đuôi á, thế là dịch xong bữa qua bên hay là gì mới dịch? Dẹp xong nhanh lên dẹp rồi. Hồi hôm gì rồi vậy cái sao sao vậy, hôm mới gì 10 giờ mấy mà còn dịch đồ. Không dẹp chồng bữa anh. Wow, xài gì chuyện nhỉ? Quay coi quay của mình mà Quay cái nhà. tốt đấy, Quay tới cái nhà bà Quay gái ông nuôi chị bà đi đấy. Không biết gì. coi đã chín chưa, nhà đấy mình ra mình kêu được mà, Tôi thấy hả em? ý là coi đã chín chưa, Chưa. bữa nào nó chín nó rụng hai lấy bố gà ăn nó phôi phá. Chả lấy ra tưởng nó không? Nhưng thì để ngồi Cái xe mà chín chưa? Cái xe mà nó đỡ đỡ hái vào trong nước mắm ấy. Mày thích nó đầu thai 8 kiếp rồi. cũng mẹ làm sao mà vô nó sạch hết rồi chừng mà nó lú lú lên này, nó mới lú lú lên này nhỏ nó mới có hiệu ứng. Thì hết mấy còn già đi thì mới còn nữa. Nay đỡ đeo hơn mấy lần đầu không? Nhìn trên trắng thôi đại, nhìn trên trắng thôi thôi có như là chúng mình nó rớt xuống rồi.